Lại với kênh Vua Đồ Chơi, kênh thông tin về đồ chơi trẻ em lớn nhất Việt Nam. Hôm như đã hứa, hôm nay anh sẽ có một mini game nho nhỏ để tặng cho những bạn là fan của Vua Đồ Chơi. Thì anh sẽ đưa ra 5 câu hỏi và mỗi bạn trả lời đúng sẽ nhận được một con quay hand spinner. Anh sẽ chọn ra 5 bạn nhỏ comment câu trả lời ở dưới nhanh nhất, chính xác nhất và đúng thể lệ nhất thì sẽ được tặng một con quay hand spinner. Bây giờ anh sẽ đưa ra câu hỏi của anh. Câu hỏi thứ nhất: trên trang web thế giới tuổi thơ.com, ở mục chiến long xạ thủ, anh đăng tất cả bao nhiêu sản phẩm? Các em nghe rõ câu 1 nhé. Ở trang web thế giới tuổi thơ.com, vào mục chiến long xạ thủ, anh đăng bao nhiêu sản phẩm chiến long xạ thủ ở mục đó? Các em hãy đếm số lượng và viết câu trả lời là trả lời câu 1 và đáp án ở bên cạnh. Các em nhớ nhá, ghi trả lời câu 1, đáp án ở bên cạnh nhá. Và bây giờ là câu 2, anh sẽ đọc câu 2. Câu 2 là: trên trang thế giới tuổi thơ.com, vào mục thợ sen trứng rồng, anh đăng bao nhiêu sản phẩm thợ sen trứng rồng ở trong mục đó? Các em nghe kỹ câu hỏi nhá. Anh đăng bao nhiêu sản phẩm ở mục thợ sen trứng rồng trên trang web thế giới tuổi thơ.com? Các em hãy comment câu trả lời 2 rồi viết đáp án bên cạnh ở dưới. Anh sẽ chọn ra bạn nào trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Bây giờ là câu hỏi thứ 3. Trên trang thế giới tuổi thơ.com, ở mục chiến long xạ thủ, bộ đồ chơi bàn thi đấu chiến long xạ thủ, bộ đấu trường thiện xạ, các em nghe rõ nhé, bộ đấu trường thiện xạ, anh để ở hàng thứ mấy, cột thứ mấy trong mục chiến long xạ thủ? Anh đọc lại câu hỏi 3 nhé. Các em hãy cho anh biết bộ đồ chơi đấu trường thiện xạ đại chiến linh thú, anh đang ở cột thứ bao nhiêu, hàng thứ bao nhiêu trong mục chiến long xạ thủ trên trang thế giới tuổi thơ.com? Đây là câu hỏi thứ 3. Các em hãy comment câu trả lời thứ 3 rồi viết đáp án bên cạnh. Bây giờ anh sẽ đưa ra câu hỏi thứ 4. Câu hỏi thứ tư là: trong mục thờ sen trứng rồng, anh có đăng sản phẩm là hỏa chiến long. Các em hãy cho anh biết nhân vật hỏa chiến long anh đăng ở cột thứ bao nhiêu, hàng thứ bao nhiêu trong mục thợ sen trứng rồng trên trang web thế giới tuổi thơ.com. Anh đọc lại câu hỏi thứ tư. Các em hãy cho anh biết đồ chơi hỏa chiến long anh đang ở hàng thứ bao nhiêu và cột thứ bao nhiêu trong mục thợ sen trứng rồng trên trang web thế giới tuổi thơ.com. Các em nghe rõ thế giới tuổi thơ.com nhé. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 là: các em hãy cho anh biết bộ đồ chơi chiến long xạ thủ rồng đỏ bão lửa siêu cấp trên trang thế giới tuổi thơ.com, mục chiến long xạ thủ, anh đăng ở cột thứ bao nhiêu và hàng thứ bao nhiêu? Các em hãy truy cập vào trang thế giới tuổi thơ.com để có thể biết được đáp án, rồi ghi câu trả lời ở dưới. Các em trả lời câu hỏi nào thì viết trả lời câu hỏi đó rồi viết đáp án bên cạnh. Anh sẽ chọn ra 5 bạn nhỏ trả lời nhanh nhất, chính xác nhất để nhận được một phần quà, đó là một con quay hand spinner. Các em comment càng nhanh càng tốt, vì anh sẽ chọn những bạn nào comment trước. Và bây giờ anh xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sau. Ngày mai anh sẽ có một mini game tặng bàn thi đấu con quay ma thuật, thì các em nhớ tham gia. Thì ngày mai anh sẽ công bố kết quả 5 bạn nhỏ trúng thưởng của ngày hôm nay. Ngày mai sẽ là một ngày có mini game đặc biệt.
tặng bàn thi đấu con que trị giá lên đến 148.000 tại cửa hàng số 14 Hoàng Văn Thái. Thì các em hãy comment câu trả lời, các em hãy comment câu trả lời ở dưới để có thể nhận được một phần quà từ bên kênh Vô Đồ Chơi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sau. Xin chào các em.